Bạn có biết rằng mẹ của Hitler đã suýt đi phá thai? Chắc chắn khi ấy lịch sử sẽ phải viết lại. Hay vào thời Trung Cổ, thiến từng được coi là phương pháp điều trị thoát vị. Ừ, chắc là cái ấy nặng quá, cắt bớt đi cho đỡ đau lưng mà. Ui giời ơi, nghe thôi đã thấy thốn thốn rồi. Kỳ lạ hơn nữa, trong cơ thể của mỗi người chúng ta hay trong cơ thể của bạn có chứa 0,2mg vàng. Đừng hỏi tôi là chứa chỗ nào đâu nhá, tôi chịu đấy. Hãy thắt dây an toàn, tìm cho mình một chỗ ngồi êm ái, có sẵn bồng ngồi bên cạnh. Bởi vì ngay lập tức Taka sẽ đưa anh em đến với những sự thật lú não nhất hành tinh. Số 1. Nếu bạn chưa biết thì diễn viên Tommy Lee Jones và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore là bạn cùng phòng hồi năm nhất ở Đại học Harvard. Số 2. Cơ thể con người trung bình chứa đủ lưu huỳnh để giết tất cả bọ chét trên một con chó. Có đủ carbon để tạo ra 900 cây bút chì, đủ kali để bắn một khẩu pháo đồ chơi, đủ chất béo để tạo ra 7 thanh xà phòng và đủ nước để đổ được vào một thùng 50 lít. Số 3. Coca-Cola sẽ có màu xanh lá nếu chất tạo màu không được thêm vào. 4. Mắt của chúng ta luôn giữ kích thước từ lúc sinh ra, nhưng mũi và tai thì lại không ngừng phát triển. Số 5. Nếu bạn chưa biết thì một người trung bình sẽ đi bộ khoảng 3 vòng quanh trái đất trong suốt cả cuộc đời của mình. 6. Đàn ông có thể bị sét đánh nhiều hơn gấp 6 lần so với phụ nữ. Quá là bất công mà. Số 7. Có một cái điều thú vị là Leonardo da Vinci đã phải mất tới hơn 10 năm chỉ để vẽ đôi môi của nàng Mona Lisa. 8. Khi mà mang thai Adolf Hitler, mẹ của Hitler đã nghiêm túc suy nghĩ về việc phá thai, nhưng mà được bác sĩ thuyết phục nên mới sinh ra Adolf Hitler. Bạn nghĩ sao về điều này? Có lẽ lịch sử thế giới sẽ phải viết lại. 9. Chỉ có 55% người Mỹ biết mặt trời là một ngôi sao. Bạn có biết hay không? 10. Tim dán có chung nhịp đập với tim của con người là 72 nhịp một phút. Tuy nhiên tim dán không cần làm nhiệm vụ luân chuyển máu đi khắp cơ thể như tim của các loài vật khác. 11. Tim của tôm thì nằm ở vùng đầu. Rõ là khổ, thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ đầu tôm toàn là xít. Có ai cũng giống thế hay không? Nhớ comment chia sẻ xuống bên dưới video này nhé. 12. Một con bạch tuộc thì nặng 70 pound. Một bao thì bằng 0,4535,9237 kg. Và nó có thể chui qua một cái lỗ có kích thước một đồng xu, bởi vì bạch tuộc không hề có cột sống. 13. Bật lửa được phát minh ra trước que diệp. Khá là ngược đúng không? 14. Các câu lạc bộ chơi golf cũng có thể gây chết người. Một người chơi golf đã tức giận quăng gậy của anh ta vào ghế băng dự bị. Kết quả là cán gậy vỡ ra, bắn ngược trở lại và đâm thủng tim của anh. Điều tương tự này đã xảy ra với ít nhất là 3 trường hợp. 15. Khi bị đe dọa, những con thiên Nga trở nên rất là hung dữ. Chúng từng lật thuyền, tấn công một người trên ván trượt của máy bay phản lực và xiết cổ một con chó đến hẹo thì thôi. 16. 450 gram bơ đậu phộng có thể có 150 mảnh vụn côn trùng và 5 sợi lông động vật. Cái này gọi là khuất mắt trông coi mà. 17. Một cây nến nhỏ có thể gây ra hơn 15.000 vụ cháy nhà mỗi năm. 18. Nếu mà cố gắng ngăn chặn việc hắt hơi, bạn có thể bị vỡ mạch máu ở trong cầu mắt. Khá là nguy hiểm nha. 19. Khóa kéo là một trong những nguyên nhân gây ra chấn thương dương vật nhiều nhất thế giới. Mỗi năm có tới 1.700 ca chấn thương như vậy được báo cáo từ phòng cấp cứu bệnh viện. Anh em nghe xong có thấy thốn thốn hay không? 20. Nếu bạn có thói quen đeo nhẫn thường xuyên, số lượng vi khuẩn ở bên dưới chiếc nhẫn có thể nhiều hơn cả dân số của châu Âu, khoảng 730 triệu người. 21. Những chiếc giường ngủ cũng có thể gây chết người. Hàng năm có tới 600 người chết vì ngã từ trên giường xuống đất. 22. Ở Nga thì những nhũ băng tạo ra từ tuyết có thể giết 100 người mỗi năm. 23. Khi sét đánh trúng một tòa nhà, nó có thể truyền qua hệ thống điện, đường dây điện thoại, đường ống nước, dây cáp truyền hình, khiến những người chạm phải sẽ bị giật. Hãy tránh xa ra nhé. 24. Có thể là bạn không tin, nhưng mà một số loài bướm không hút mật hòa mà hút máu người. 25. Cá Candiru là loài cá nhỏ ký sinh sống tại Nam Mỹ, nổi tiếng với khả năng bơi ngược dòng nước tiểu vào niệu đạo của những người đang bơi trên sông, sau đó mới bung các gai nhọn của mình ra bám chặt vào vật chủ. Trời ơi. 26. Nhân viên bán đồ ăn nhanh thực ra là một công việc rất nguy hiểm. Từ năm 1998,
trung bình có khoảng 4 đến 5 nhân viên bị thủ tiêu mỗi tháng, chủ yếu là trong các vụ cướp. 27. Trung bình trọng lượng ở tầm đêm thường tăng gấp đôi trong vòng 10 năm, chủ yếu là do tích tụ bụi và các loài bọ dẹp ký sinh. 28. Tăm xỉa răng khiến 9.000 người bị thương và phải nhập viện mỗi năm. 29. 15% không khí bạn hít thở tại một ga tàu điện ngầm thì toàn là da người. Ew. 30. Toàn bộ tóc trên đầu của con người có sức mạnh đủ để chịu sức nặng của vật có trọng lượng là 12 tấn. Nhưng mà đừng có thử nha. 31. Trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một con gấu trúc màu nâu. 32. Theo ước tính có khoảng 100 tỷ người đã chết trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại. 33. Từ năm 1814 đến năm 1830, quốc kỳ của Pháp chỉ có một màu duy nhất và đó là màu trắng. 34. Tuổi thọ trung bình của người dân Ai Cập cổ đại chỉ là từ 20 đến 30 năm. 35. Người Aztec hiến tế 1% dân số mỗi năm để dâng lên các vị thần. Ước tính số người bị đem hiến tế mỗi năm là khoảng 250.000 người, một con số khổng lồ. 36. Vào thế kỷ 16-17, người châu Âu bao gồm cả tầng lớp quý tộc, linh mục, các nhà khoa học đã sử dụng loại thuốc bào chế từ xương người, tạo ra từ chất béo như một loại thuốc thần có thể chữa bách bệnh, từ đau đầu cho đến bệnh động kinh. Bố của thực phẩm chức năng hay chả? 37. Vào thời Trung Cổ thì thiến được coi là một phương pháp dị độc để điều trị thoát vị, động kinh và cả bệnh phòng. Quá là may, chúng ta không sinh ra thời Trung Cổ. 38. Trái tim con người bơm trung bình là 182 triệu lít máu trong suốt cả cuộc đời. 39. 50.000 tế bào trong cơ thể bạn đã chết và được thay thế bằng những tế bào mới trong khi bạn đang xem video này. 40. Trung bình thì tốc độ hô hấp của một người vào mùa xuân cao hơn 1/3 so với mùa thu. 41. Vào cuối cuộc đời của một người, họ có thể nhớ lại trung bình khoảng 150.000 tỷ thông tin. 42. Khi bạn đỏ mặt thì dạ dày của bạn cũng chuyển sang màu đỏ. Khá là thú vị đúng không? 43. Thật kỳ lạ khi nhận ra rằng hầu hết các loại bánh quy giòn đều có lỗ. Câu trả lời của việc này nằm sau việc nướng bánh, cụ thể là về hơi nước. Những lỗ đó cho phép hơi nước thoát ra trong khi nướng bánh, giúp ngăn bọt khí hình thành và làm hỏng độ giòn của bánh quy. 44. Dưa chuột được phân loại trong họ quả mọng vì chúng phát triển từ một bông hoa chỉ có một noãn duy nhất. 45. Quả mâm xôi lại không được các nhà khoa học coi là quả mọng vì được hình thành từ nhiều bông hoa, mà mỗi bông thì lại phát triển hạt riêng. Rất là trái ngược đúng không? 46. Bạn nghĩ có bao nhiêu loại táo? Nếu mỗi ngày ăn một loại, bạn sẽ phải mất hơn 20 năm cuộc đời để thử hết tất cả các loại táo. 47. Những con bò ấy mà được đặt tên và gọi tên mỗi ngày, được yêu thương và vuốt ve thường xuyên, sẽ cho ra nhiều sữa hơn bò bình thường tới 258 lít mỗi năm. Lý do được cho là bởi quá trình này giúp bò được thư giãn, từ đó hormone stress tiết ra ít hơn và giúp chúng tiết được nhiều sữa hơn. 48. Trong cơ thể chúng ta có vàng. Bạn không nghe nhầm đâu, nhưng mà ít ít thôi. Một người nặng 70kg có chứa khoảng 0,2mg vàng ở bên trong người mình. 49. Bảng chữ cái lớn nhất thế giới là tiếng Campuchia với 74 chữ cái. 50. Công nghệ răng giả có từ ngày xưa và nó được làm từ gì bạn biết không? Chính là răng của những người lính tử trận. Nó sẽ được gắn vào lợi nhân tạo và đem bán cho người sống cần sử dụng. Ưu, răng của xác chết kìa. 51. Các nô tỳ tại Ai Cập cổ đại phải mùi bật ong khắp người mình. Mục đích của việc này là để thu hút côn trùng, không cho chúng đốt hay là bâu vào người của Pharaoh. Nhưng may mắn là mật ong cũng có tính kháng khuẩn, lại là mật ong chính hiệu không pha trộn, nên những nô tỳ này còn sở hữu làn da có khi còn đẹp hơn tầng lớp vua chúa, quý tộc nữa kìa. 52. Vào thế kỷ thứ 17, giới đại gia từng ăn thịt đồng loại của mình, bởi họ cho rằng việc ăn thịt đồng loại có thể chữa được bách bệnh. Không rõ số lượng người bị làm hại là bao nhiêu, nhưng rõ ràng việc làm này hoàn toàn là vô nghĩa. 53. Hai cụ thân sinh của Pharaoh Tutankhamun thì là anh em ruột. Kết quả xét nghiệm DNA đã chứng minh cha mẹ của vị hoàng đế Ai Cập này đều là do một cha một mẹ sinh ra, chính là anh em ruột lấy nhau đấy. 54. Nếu để cho 1.200.000 con muỗi đốt bạn cùng một lúc, máu người sẽ bị hút cạn. 55. Khoảng 2.500 người thuận tay trái hẹo mỗi năm vì sử dụng những thiết bị được thiết kế cho người thuận tay phải.
56. Nếu bạn bắt đầu với 0,01 đô và nhân đôi số tiền đó mỗi ngày, chỉ mất có 27 ngày thôi là bạn đã trở thành triệu phú rồi. Nhớ là triệu phú đô la nhé. 57. Sán dây lớn nhất được tìm thấy trong cơ thể một người đàn ông dài tới 35 mét. Ew. 58. Chó thể hiểu được tới 250 từ và nhiều cử chỉ. Ngoài ra còn bộc lộ được khả năng giải những phép toán đơn giản nhất. 59. Cá voi xanh có thể thổi bong bóng nước đủ lớn để chứa được cả một con ngựa. 60. Con sứa dài nhất được ghi nhận có chiều dài lên tới 48,8 mét. 61. Bằng việc hít thở, xương sườn của bạn đã di chuyển 5 triệu lần trong vòng một năm. 62. Chỉ duy nhất một người trong số 2 tỷ người sẽ sống thọ đến 116 tuổi hoặc là hơn nữa. 63. Khủng long Velociraptor chỉ lớn hơn con gà một chút mà thôi. 64. Con muỗi thì có tới 47 cái răng. 65. Một con chuột có thể chui vừa cái lỗ có kích thước bằng một cây bút bi. Và nếu mà khám phá những sự thật thú vị là niềm yêu thích bất tận của bạn, kính mời anh em đón xem tiếp video 25 sự thật điên rồ về nỗi đau đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.